Rồi, ok, ở đầu video là các cái loại cá mình hay bán hàng tuần nha. Cám lê thịt mình mới lấy về đây mọi người ơi. Thì cái cám lê thịt bây giờ nếu mà mọi người muốn mua thì nhớ đặt trước lâu lâu rồi nha. Tại vì cám lê thịt bây giờ không phải lúc nào cũng có đâu. Cái này mình đặt về là một tuần luôn mới có. Thành ra là cho những ai mà hay xài cám lê thịt thì cố gắng mua trước lâu vào. Cứ đặt trước khoảng 10 ngày 2 tuần luôn đấy mọi người, chứ không phải nó không có giống như là hồi hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa là kiểu ở đấy nhiều người làm ấy, cho nên là cám nó sẽ sản xuất số lượng lớn. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao cái đợt rồi mình nói chuyện với anh Lê Thịnh thì anh kêu là giờ không có người làm. Thế mình không hiểu là như thế nào nữa mà cám mình đặt đây một tuần mới về tới. Thì như mọi người đến từ khi cái ngày ấy, mọi người đặt đấy đến khi mà đến chỗ mọi người thì nó cũng phải nằm giá tầm khoảng mười mấy ngày. Đấy, rất là lâu, khó chịu lắm mọi người ơi. Mình đặt cái cám này mình đợi về đây mình cũng rất là bực mình trong người nữa, chứ đừng nói chi là đến người mua. Đấy, này, hôm nay là cám này, cái hôm nay là ngày hai mấy rồi mà cám này đáp từ ngày 17 tháng 6 này. Đấy, giờ mới gửi cho mình đấy. Đó, những cái loại như là dưỡng lông. Đó. Dưỡng lông này, rồi cám VIP này. VIP đáp ngày 20 tháng 6 này mọi người. Đó, vì lý do là cám Lê Thịnh, theo như lời cám Lê Thịnh nói là không có người làm, cho nên là những người mà hay xài cám Lê Thịnh ấy, mà nếu mà đặt chỗ mình ấy, thì cố gắng đặt sớm nha, đặt trước từ 10 ngày cho đến 2 tuần ấy, 10 ngày cho đến 14 ngày để không có bị kiểu còn 2-3 ngày nữa mà hết cám ra. Mọi người nhìn này, cám ở trong nhà mình này nó hết, mà hết sạch luôn này, mà mình đặt cả tuần nay rồi mới 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 về tới này, cám lại còn có mấy bịch này đó mọi người thấy không. Mà mỗi lần gửi là cũng không gửi được nhiều nữa, gửi được có mấy chục ký à, đâu có được bao nhiêu đâu. Thành ra là đặt cái cám này nhớ đặt cho sớm, thật sớm vào đấy. Còn cám gian thì lúc nào nó cũng sẵn hết nha mọi người. Cám gian ấy sở dĩ là lúc nào cũng sẵn ấy, là do cái ăn cám gian là ăn gần nhà mình, chỉ cách nhà mình có mấy cây số thôi, thành ra hết cám là mình gọi cái là anh chở qua liền rất là nhanh. Đó là như vậy. Còn cám ký thì cũng mới về hôm qua luôn. Cám ký thì tuần qua là cái cám mà mình bán được nhiều nhất, thì tất nhiên rồi, ngon bổ rẻ, cám phần nó đi khuôn rất là đẹp, mình rất là thích ưng. Đó, mình mới lấy về thêm một tạ đấy, đang giục ngoài kia kìa. Đấy, cứ bịch này 3 kg là 500 nha mọi người. 3 kg 500, 3 kg 500. Đấy, cám Lê Thịnh thì có cả sắc tố với cám mộc nữa nha. Đó thì cái cám ký này á, cái bịch nguyên như này này, mọi người mua bịch nguyên này này là 500 ngàn một ký. Còn nếu mà mọi người mua lẻ một ký như này thì mình vẫn cân ra một cái bịch một ký như này này. Đó là 180 một ký. Thì mua, nếu mà mua bịch 3 kg này thì sẽ lợi được 40 ngàn. Còn mua một ký này thì nó là 180 bao ship. Đấy, cám rất là sạch nha, sạch hơn cám gia kiệm nhiều. Mọi người bảo cám này mà so với cám gia kiệm này, cám gia kiệm mà mọi người bỏ vô cái này ấy, cái này nó bụi mù đục lên luôn. Trong cái bọc cám gia kiệm mọi người biết sắp 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 lên cái là cái chỗ này nó bụi đục đục ngầu à, đúng không? Mình cám nào mà mình chả ăn qua, cám nào mình chả xài rồi, cám nào lợi như nào hại như nào mình biết hết đó. Còn cái cám này mọi người thấy không, nó không có cái bụi đó, nó chỉ có một tí cái cặn khô ở dưới thôi, cặn cứng ấy, chứ không phải là cặn bụi. Nghe hột nè, hột nó nhỏ hơn cám của Lê Thịnh đấy nha. Cái này cám của Lê Thịnh này, đây đây là cái hột cám của Lê Thịnh này, đây là hột cám ký này đó, mọi người thấy không, nó nhỏ hơn này, nhỏ hơn này chưa đó, tha hồ mà xài. Đấy, một ký là bịch như này ha. Đấy, 3 kg là bịch như này, bịch một ký mọi người không thấy cái cặn luôn đấy chứ. Còn cái bịch 3 kg thì đâu, mình xem cái cặn coi. Đây, cặn đây này, có tí thôi này. Đấy, cái cặn nhỏ 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 này này, có tí à, nó cũng không đáng kể mấy đâu, nói chung là cũng ok đó ha. Cám ký lẻ 180 một ký bao ship, sỉ 3 một ký, bịch là nguyên này 3 ký là 500. Rồi Lê Thịnh ấy thì cám mọc này 20 ngàn một lạng, bịch này 2 lạng là 40 ngàn.
Đó, dưỡng dưỡng lông và sắc tố là 30 ngàn một một lạng. Đấy, 30 ngàn một lạng. Rồi cám VIP và cám dưỡng hot của Lê Thịnh ấy là 27 và 37 nha mọi người. Đó, này, cám VIP này. Là cái này là bịch này là 37 ngàn một bịch nha. Cứ mua 1 ký là bao ship nha mọi người. Cám ở đây cứ mua 1 ký là bao ship. Còn mua dưới 1 ký thì mình không bao ship nha. Đó, còn cám gian. Đấy, cám gian thì dưỡng thì 25, VIP thì 35. Mua 1 ký bao ship và được tặng một gói. À, cám gian thì có tài trợ mọi người. Họ cám gian có tài trợ cho nên là cứ mua một gói là được tặng, mua 1 ký được tặng gói và bao ship nha. Ngoài ra thì cám gian cũng có loại cám mộc nữa. Đấy, cám gian thì nó sẽ có 3 loại này: cám mộc, cám dưỡng và cám VIP. Đó, cám này thì 200 một ký bao ship này, không có tặng này. Còn hai loại này thì cứ mua ký là tặng gói bao ship ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhé mọi người. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 23 thì phải. Tháng 6. Đó, chim nhà mình đang là phơi nắng đây mọi người. Được tí nắng mừng hết lớn luôn. Đây, cả con chà mào đất của mình cũng mang ra tắm rửa phơi nắng sạch sẽ luôn. Đó. Cái lúc mà trời nắng ấy thì mình lại kêu nắng quá, mà tới hồi mà mưa nhiều quá mọi người. Được ngày nắng mừng hết lớn. Đó, chim nó đang sau khi mình vệ sinh cho nó một cái lồng sạch sẽ rồi tắm rửa cho nó thì nó đang là rỉa lông rỉa cánh đây mọi người. Đó, rỉa đó. Đó, chim nhà mình thì luôn luôn như vậy mọi người ơi, lúc nào cũng phải sạch sẽ. Đó, mình nuôi chim, ai theo dõi mình lâu là biết cái cách nuôi chim của mình rồi đấy. Nó phải sạch bong bong kín kít vậy này thì con chim mình nuôi nó mới sạch, mới là nó mới là chim loại một được mọi người. Còn như để bẩn nó hay rụng khoen mặt lắm. Đó, cho nên cứ tầm 1 tuần là mình sẽ tổng vệ sinh cho chim mình 1 lần. Đó, theo đợt mọi người, mình cứ rửa tắm rửa theo đợt cho nó. Đó, nắng quá nó khoái, nó phơi mình nè mọi người. Đó, 7 màu chuyền nó phơi nè. Đó, nếu mà có thời gian rảnh rỗi hay là gặp thời tiết nắng thì mọi người cũng cố gắng tắm chim cho nó hàng loạt luôn mọi người, tắm cho vệ sinh cho tất cả những con chim nhà mình nuôi luôn, để cho nó đạt cái hình thái sạch sẽ. Mình nuôi chim vào mùa mưa nó đỡ bị ẩm mà ướt ấy, chim nó sẽ rất là yếu nha mọi người. Rồi, sơ qua là như vậy. Thì ở video ngày hôm nay sẽ có khá là đa dạng những cái loại hút mật mà mình mang đến cho mọi người. Mọi người xem video, nếu mà thấy ưng ý thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại cho mình nha. Một cái lưu ý mà hàng tuần mình vẫn hay nói đi nói lại rồi đấy, là nếu mà mọi người sợ bị lừa thì không nên gọi cho mình làm chi nha. Tại vì chỗ mình là bán chi mà chuyển khoản trước á. Đấy, ai mà chấp nhận chuyển khoản trước thì gọi cho mình. Còn như mà sợ lừa thì thôi chịu đấy. Nha. Rồi, ok nhá. Rồi, ok. Đầu tiên là 7 màu chuyền nha mọi người. 7 màu chuyền thì vẫn giá như cũ thôi, cứ 250 con nha. Rồi, con 7 màu chuyền số 1. Rồi, tiếp theo 7 màu chuyền số 2. Rồi, 7 màu chuyền số 3.
Rồi, bảy mẫu chuyền số 4 nhé. Rồi, cuối cùng bảy mẫu chuyền số 5 mọi người. Rồi, ok, tiếp theo là 7 màu bổi nha mọi người. Nếu mà nói thẳng là mùa này mà kiếm 7 màu bổi mà hàng loại 1 như chỗ mình là cực khó luôn mọi người. Đa số là hàng loại 2 chảy mặt với chim dạt không à mọi người. Đấy, cho nên là loại 1 như thế này, được như này là quý lắm rồi mọi người ạ. Là những con mà tốt nhất luôn, không có chim jean nha. Mùa mưa này không có chim 7 màu jean đâu. Jean này phải hiếm lắm mới có con. Đó, loại 1 như này là 300 nha mọi người. Rồi, con 7 màu bổi số 1 nha. Rồi, con 7 màu bổi số 2. Đối với những con mà mất 1-2 sợi lông đuôi vẫn tính là loại 1 mọi người. Không, tại vì 7 màu mùa này được như này là ngon lắm rồi. Rồi, 7 màu bổi số 3. Rồi, bảy màu bổi số 4 nha. Rồi, cuối cùng bảy màu bổi số 5. Rồi, tiếp theo là sắc pháo truyền nha mọi người. Sắc pháo truyền thì mùa này cũng rất là ít những cái con mà nó được nguyên mặt như thế này được. Bổi thì càng không. Bổi là không được con nào mà nó đẹp luôn đâu mọi người. Đó, sắc pháo truyền thì 300 một con nha. Có clip này có đúng 3 con à. Rồi, con sắc pháo số 1 nha. Rồi, con pháo số 2 nha. Rồi, con pháo số 3. Rồi, tiếp theo là hút mặt 5 màu bụng vàng nha mọi người. Đấy thì sẽ có loại 1 với loại 2. Loại 1 mặt còn nguyên đấy.
Đó như con này nè. Đó mặt con nguyên là mình bán là 300 ngàn một con. Còn loại 2 là chảy đầu hay là thiếu đuôi ấy, thì mình bán là 150 nha. Rồi con 5 màu bụng vàng loại 1 số 1 nha. Rồi, con 5 màu loại 1 số 2. Rồi, con 5 màu số 3 nha. Rồi, con 5 màu số 4. Rồi con 5 màu số 5. Rồi tiếp theo 5 màu loại 2 nha mọi người. Loại 2 là thiếu lông hay là chảy đầu thiếu đuôi á. Chẳng hạn như con này không chảy đầu cũng không thiếu đuôi, nhưng mà đó, nó thiếu lông ở cổ. Đó, nói chung là cứ con nào kiểu xấu xấu là mình bán là 150 con nha. Rồi con 5 màu loại 2 số 1. Rồi 5 màu loại 2 số 2 nha. Con này thiếu đuôi với lại mặt xấu xấu. Rồi, 5 màu loại 2 số 3 nha, con này thì không ôm lông. Rồi, 5 màu loại 2 số 4 nha, con này mặt xấu. Rồi, 5 màu loại 2 số 5, con này cũng mặt xấu, đang thay lông mặt. Rồi ok, tiếp theo đến Đà Lạt bụng vàng nha mọi người. Đầu tiên là một con jean. Đó, chim Đà Lạt jean nha mọi người, 1 triệu một con ạ. Rồi, tiếp theo Đà Lạt loại 1 nha. Đà Lạt loại 1 thì nó cũng xem con jean thôi mọi người. Không cần thiết phải mua jean đâu. Đấy, nó chỉ không có bóng bằng thôi, chứ nếu mà so ra thì 19 10 luôn đấy. Con kia là 10 thì con này cũng phải 9. Rồi, Đà Lạt loại 1 nha mọi người, 700 một con nha. Rồi con Đà Lạt số 1.
Rồi, con Đà Lạt loại 1 số 2 nha. Rồi, con Đà Lạt loại 1 số 3 nha mọi người. Một con chuyền bèo rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là một con Đà Lạt loại 1 đấy, nhưng mà con này bị cái là chân không ôm mọi người. Có một ngón chân bên ngay bên ngoài đây luôn nè. Đó, mọi người nhìn cái ngón thới nó đi. Không ôm. Đó, con này bán 300 ngàn nha mọi người. Đó, ví dụ con này mà chân nó ôm thì mình bán là 700. Nhưng mà chân con này gọi là lỗi nhẹ. Về nuôi bình thường chả vấn đề gì. Đấy, nhưng mà không thể nào mà mình bán con này mình bán chim loại 1 được. À, mọi người thấy nó đẹp không? Đó ha, có sao bán vậy nha. Không một ngón, một ngón chân ở bên phải không ôm. Bán con này là 300 ngàn nha. Rồi, tiếp theo là Đà Lạt mà không có lông đao. Thì như loại 1 hồi nãy mình quay là mọi người thấy nó có cái lông đao đúng không? Lông đao dài phía sau. Còn những cái con này mà dạng chuyền beo đang thay lông hay là đang ra lông đao, chưa có lông đao dài thì bán đồng giá là 450 ngàn một con. Đó, thì cái này không phải là dạng mà nó cụt đuôi đâu nha mọi người. Cái này là nghĩa là đang ra thôi. Thì nuôi thời gian là khoảng từ 1 tháng cho đến 2 tháng thì nó sẽ ra cái lông đao dài. Đó, thì giá nó là đồng giá là 450 nha mọi người. Rồi, con Đà Lạt thiếu lông đao số 1. Rồi, con này là thiếu lông đao số 2. Đó, con này lông đao đang ra đó mọi người. Đó, đó, hai cái đuôi sau không? Thấy hai lông đao không? Đó, thì cứ nuôi từ 1 đến 2 tháng là lông đao ra dài thôi. Rồi, con Đà Lạt thiếu lông đao số 3 nha. Đó, con này thì mặt nó bóng lắm mọi người. Lông con này lại đẹp nhất trong bằng đấy con này. Nhưng mà bị cái đuôi nó lại ít nhất. Không, mặt nó bóng ngời. Rồi, con này Đà Lạt thiếu lông đao số 4 nha mọi người. Mấy con này đuôi ít ít rồi, dạng đang ra, nó ra rất là nhanh nha. Rồi, tiếp theo là Đà Lạt chuyền non. Đấy, chim non mà ra được 1-2 chấm đỏ như thế này là thì giá nó cũng là 450 nha mọi người. Đó, ai thích non thì mua non, ai thích beo thì nó cũng có beo, mà ai thích bổi thì nó cũng có bổi.
Đó, Đà Lạt thì chủ yếu phân loại ra là đuôi ngắn với đuôi dài thôi. Con nào đuôi dài thì mặt đẹp là hàng 700. Còn con nào mà đuôi ngắn á, dù là bổi là truyền beo truyền chấm gì cũng đồng giá 450 hết nha mọi người. Đó, rồi con Đà Lạt truyền này số 1 nha. Rồi, con Đà Lạt truyền chấm số 2. Rồi, tiếp theo là họng đen nha mọi người. Họng đen đấy thì đấy, họng đen hàng truyền loại 1 đó, 300 một con nha. Họng đen tuần này thì rất đẹp rồi. Rồi con họng đen số 1 nha. Rồi con họng đen số 2 nha. Rồi con họng đen số 3. Rồi họng đen số 4. Rồi cuối cùng là họng đen số 5. Rồi ok, tiếp theo là bụng cam nha mọi người. Bụng cam thì nó cũng chả có chim bổi đâu, mùa này toàn truyền với lại toàn beo không à. Đấy, beo beo như này hoặc là truyền ấy, cho nên là bán cũng bán đồng giá là 500 ngàn một con nha. Bụng cam thì nó cũng giống giống như là con chim Đà Lạt rồi đấy. Con bổi thì nó đã sẽ có giá hơn là con truyền. Truyền thì truyền đẹp như này 500 này, còn như mai mốt có bổi thì nó 600 một con. Mà mùa này không có bổi đâu, mùa này đầu mùa toàn truyền không ạ. Rồi ok, con bụng cam số 1 nha. Bụng cam thì nuôi con này thì nó dạng nha mọi người. Rồi, tiếp theo bụng cam số 2. Rồi, bụng cam số 3 nha. Rồi, bụng cam số 4. Rồi,
Rồi, con bụng cam số 5. Rồi, ok, tiếp theo là tía ô nha mọi người. Tía ô thì đấy, loại 1 thì bổi thì là 450. Còn loại mà truyền đó là 600 nha. Rồi, con tía ô bổi số 1 nha mọi người. Rồi, tiếp theo tiếu bổi số 2 nha. Rồi, tiếu bổi số 3 nha. Rồi, tiếp vào bội số 4 nhé. Rồi, ok, tiếp bổi số 5. Rồi, tiếp theo tía ô truyền râu. Đấy, tía ô truyền thì 600 một con nha mọi người. Rồi, con tía ô truyền số 1. Rồi, con tiếu chuyển số 2 nha. Rồi, tiếu cụt đuôi ở 300 nha mọi người.
Rồi tiếp theo nail ban nha mọi người. Nail ban hơi rụng khoen một tí đó. Đó thấy rụng khoen không? Đó cái này nail ban rụng khoen mình bán là 500 nha.